Đầu tiên xin chào tất cả các anh em càng rủ 50 cá từ Mỹ Quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm 26 mấy câu anh em. Thì 26 mấy câu này toàn là những đa phần những máy lua. Có một số máy sẽ đánh bao lực cho anh em nhé. Rồi điểm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán lỗ không đếm lên đó thì sẵn lại. Rồi cảm ơn anh em. Ok, đến lên máy thứ nhất anh em tham khảo nha. Thì con máy thứ nhất em lên cho mọi người một con máy đây qua. Thì con này gồm con Daiwa Revox 4000 đó. Thì con này clip trước em cũng đã đăng rồi, bây giờ khách hoàn hàng em đăng lại. Và khách thắc mắc là tại sao nó bị gãy gạt cước thì em đã nói rõ con này đã bị gãy gạt cước anh em. Gãy gạt cước phá hai chiều đó, phá không được, phá ngược trả ngược không được, chỉ quay tới thôi đó. Máy ABS chạy hoạt động ok đó, đó hoạt động ok, ABS đầy đủ. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 6.000. Con này chạy dây JBE nha anh em. Cước PE số 3 như được 250m. Tổng thể ngoại hình đây. Ngoại hình thì có xước sát nha anh em. Ngoại hình có xước sát để lên nét. Tay quay ok. Đứt nó đây. Đó. Thì em đã nhắc lại nó bị rãy gạt cước nha anh em. Gãy mắt luôn. Đó. Rồi. Con này một con Daiwa Revox Việt Nam xuất Nhật. Đó. Giá công khai vẫn vậy, giá con số 1 giá là 650k cộng ship nhé. Hoạt động được, hoạt động ok đó anh em, câu tra chép con lăng xê thoải mái. Tiếp theo con máy số 2, con máy số 2 em đưa cho mọi người một con máy Shimano. Thì con Shimano này là một con Shimano hàng của Nhật sản xuất nha anh em, nó G4 đây, hàng Mercedes. Thì con này có xe tương đương với tầm khoảng 10.000-11.000. Cước số 10 của con này vô được là 225m. Đó. Cước số 8 vô được 250m. Anh em, đó, thông số cước đây. Thì ngoại hình còn tương đối sáng nha mọi người. Ngoại hình còn tương đối sáng. Con lăn cước ok nhé. Đó, tay quay kim loại nè. Ship gấp lên bình thường, đó. Hoạt động ok nhé. Máy bãi hoạt động thế này quá ok rồi. Quay ngược ok nè đó. Quay tới ok nè đó. Một bên sóng nè đó. Lấy cước ok nè. Cốt to luôn đó. Cốt còn dính mỡ dầu luôn nè đó. Hoạt động ok nè, mượt mà. Rồi giá con máy số 2 giá là 650k cộng ship nhé. Tiếp theo máy số 3. Con máy số 3 em lên cho mọi người một con máy Daiwa Touraemin. Thì con Daiwa Touraemin này là một con Daiwa Touraemin 2500 EA. Thì con này có sử dụng ABS, xây tương đương tầm khoảng 2.000-2.500 anh em. Đó. Máy thì có xước sát nha. Máy có xước sát. Đây xước sát nha. Đó, soi kỹ cho anh em xem. Đó. Thì dòng Touraemin này thuộc dạng dòng máy cao cấp rồi. Thì con này có xuất sắc hàng Nhật nha anh em, hàng của Nhật mới Japan. Máy thì hoạt động trơn tru rồi đó, rất là mượt nha anh em. Máy sử dụng ABS đầy đủ nha, ABS đầy đủ, cái ngược ok đó, pha dính cốt là cốt chân lực, cốt to đây, tháo cho anh em xem đây đó. Động chân chu nha mọi người, chân chu im mực. Rồi giá công khai máy số 3 giá là 650k luôn à. 650k cộng ship máy số 3. Tiếp theo máy số 4. Thì con số 4 lên cho mọi người một con máy của Arrot. Đây mọi người, Arrot còn một con máy của Shimano XT6000, một dòng máy Shimano của Malaysia sản xuất. Thì con này thông số cho nồi nó bị tẩy nha mọi người, nhưng nồi nó còn rất là mới nha. Đó. Tổng thể ngoại hình đây, máy Shimano tổng thể ngoại hình đẹp nha mọi người. Đó. Bên đây cũng vậy, thì con này thích hợp cho anh em câu tra câu chép câu lăng xê. Máy Malaysia sản xuất, máy sử dụng ABS nha anh em, hàng có ABS nha. À, dính hoạt động chân chu nè, im mượt nè. Đó. Thì máy Shimano 6000 thì cước 6 được là 150m nha. Đó.
quay ngược ok đó, lấy cước ok rồi. Giá công khai máy số 4, giá là 1.000.000 anh em, 1.000.000 cộng ship con máy số 4. Tiếp theo con máy số 5, con máy số 5 em lên cho mọi người một con Acquisition đó, một con máy Shimano SW4000 đó. Thì dòng SW dòng máy kháng muối nha nè, kháng muối tay quay dặn cốt đó. Thì máy thì hoạt động chân chu rồi, êm mượt, máy hoạt động chân chu êm được, ngoại hình tương đối sạch nha nè, tương đối sạch sẽ nè, xuất sắc ít nè đó. Thì con này một con máy của Shimano Malaysia xuất Nhật. Thì con này có một lỗi duy nhất đây, cái gạt cước của nó hơi phụ xuống này nè đó, đây cước mọi thứ bình thường hết cho nha nè đó, đây nó hơi sập xuống sâu bình thường đó, thường thường nó sẽ nằm ở trên đây, nằm vậy đó. Bây giờ con này nó sẽ nhích xuống đây luôn đó, nhưng mà thu cước ga dây mọi thứ hoạt động ok hết, chỉ có một lỗi duy nhất cho đó. Đó, anh em nào làm được thì hốt em này về, không làm được thì vẫn để câu bình thường nha anh em, không lỗi làm gì hết. Tay quay cúp dặn nấm tròn. Máy thì hoạt động nè, êm mượt nha mọi người, rất là mượt luôn, ABS đầy đủ, pha dính quay ngược ok nè đó. Thì con này 4000 thì nó có xây có thông số cước số 4 như từ 150m, cước số 5 đi 125m, con này thích hợp cho anh em câu lua, câu dít, hàng SW kháng muối. Rồi, giá công khai con máy số 5, giá là 1.100.000 cho anh em, 1.100.000 cộng ship. Tiếp theo máy số 6, con số 6 lên cho mọi người một con máy của Ben, một con máy Ben trước đây, một con máy của Mỹ. Thì một con Ben Mỹ này thì có thích hợp cho anh em cạo cá nha mọi người. Đây, một con Ben 6500SS. Thì con này tay quay cốt dặn đó, máy hình suốt đây mọi người, tổng thể ngoại hình nhìn còn khá là ok nhé. Cốt là cốt to trợ lực, nội tương đối sạch đẹp mọi người, nội tương đối đẹp và tổng ok đó, có phá âm nha. Thì con này nó có xây tương đương với tầm khoảng 6.000-7.000 Shimano nha, hoạt động ok im mượt đó. Con này dạng anh em đi câu cá, câu dạng bạo lực đó, săn hàng. Rồi, giá con máy số 6, giá là 1.800.000 nha anh em, 1.800.000 con máy số 6. Em đây cho mọi người là con số 7. Thì con số 7 lên cho mọi người là một con máy Daiwa có nông, một dàn máy QD, máy xuất sắc nè, xuất sắc. Thì con này của Thái Lan xuất Nhật đó, bên Thái Lan, hàng QD Thái Lan. Thì dòng QD dòng hỗ trợ sẽ cước nhanh nè, đó chiếc nè, cứng nè, nó nhẹ ra nè, nó quay. Thì máy có xuất sắc nè, nó xuất sắc, bên đây cũng vậy, xuất sắc nha, máy có xuất sắc. Nồi thì ok rồi, nồi có thì ok, nó chống quá cước đầy đủ, con lăn ok, vẫn lăn, lấy cước ok, đó. Thì nồi này có thông số là cước số 5 được 200m, cước số 6 chỉ được 150m, nồi này thông số cỡ 5.000, sát máy cỡ 10.000 anh em, đó, máy khá to, hoạt động hay im mượt rồi, rất là mượt nha. ABS đầy đủ, phá dính. Đó, con này thích hợp cho anh em câu lục, câu bạc bãi, đó, săn hàng, câu lăng xê, rất là ok nha mọi người. Rồi, giá công khai máy số 7, giá 1.600.000 nha nè, 1.600.000 cộng ship. Tiếp theo máy số 8, con số 8 lên cho mọi người một con tem Daiwa. Thì con tem Daiwa, một con tem Daiwa có nông 2506C. Đó, máy cái ABS nè, đó. Con này thì hàng Japan anh em, hàng Japan, tem Daiwa Japan, máy hoạt động trơn tru nè, rất là mượt nha, cực kỳ mượt, mô bên là mô bên sống nè,
để cước ok, trả ngược ok, về tới ok. Đó, rất là mượt nha mọi người, em là em thì thầm luôn á. Đó. Thì con này có thông số để em xem. Hình như là con này bia số 1 vô được 140m đó mọi người. Cá nông nha mọi người. Đó, cốt cho lực, cốt to. Hoạt động chân châu, em mượn con này thích hợp cho anh em câu chẻm đua suối. Đó. Săn lóc. Thì con máy số 8 giá 1.3 nha anh em, 1.3 cộng ship máy số 8. Tiếp theo máy số 9. Thì con số tính em đưa cho người quản là một con tem tay qua 2506C. Thì con này sở hữu tay quay đôi nha anh em, sở hữu tay quay đôi, hàng đầy qua. Mercedes. Đó. Cước lăn ok. Một bên là một bên sóng. Đó. Để cước ok nè. Đó. Thì thông số cước 0.2 thì được 100m. Tương đương với bé số 1 thì vô được 140m cho anh em. Đó, hoạt động chân chu nha, tay quay đôi. Em thì thầm luôn á. Pha dính nè. Đó. Để tới ok, bị lộ ok. Máy còn tương đối ok, sạch sẽ đẹp nha mọi người. Rồi, máy số 9 giá công khai là 1.4 nha anh em, 1.4 máy số 9. Tiếp theo máy số 10. Máy số 10 lên cho mọi người quẳng một con máy tem đây qua. Thì con này là 2004C. Thì con này dạng cõi là cõi siêu nông nha anh em. Đó, hàng có nông. Đó, con này thích hợp cho anh em lụt suối thôi. Đó, lụt suối con mực. Máy thì bao đẹp vậy. Đó, rất là đẹp luôn. Đẹp từ con lăn cước tới cái nồi tới cái thân máy luôn. Ừ. Rất là đẹp nhá. Tem đây qua hàng Mercedes. Thì máy hoạt động ok rồi, chân chu, không lỗi lầm. Airbag đầy đủ nha. Ừ. Thì thông số nó để đây, đó. Cước 0.164 vô được thì vô được 100m cho anh em. 0.164 vô được 100m. Thông số nó nồi rất là nông nha anh em, nồi nông. Dạng đua suối rất là phê. Rồi, giá công khai máy số 10, giá 1.6 nha mọi người, 1.6 máy số 10. Tiếp theo máy số 11. Số 11 lên cho mọi người là một con máy Daiwa Emblem. Thì dòng Emblem này dòng 2000C, dòng máy body. Đó, rất là nhỏ gọn anh em. Đây 2000C. Thì con này có xe tương đương với tầm khoảng 2000 anh em, 2000, cước số 2 vô 150m, cước số 3 vô 100m. Đó. Máy này cho anh em lua lóc thổi chơi nè, rất là khỏe luôn. Đít này rất là xước nha anh em. Đó. Hàng Japan, hàng Nhật. Nói đây. Đó. Rồi đẹp nha anh em, rồi đẹp. Lấy cước ok. Con lăn tương đối sáng nha anh em, con lăn tương đối sáng. Bô pin nè, rất là đẹp luôn. Hoạt động thì chân châu rồi, đó. Rất là mượt, dòng emblem. Quay ngược ok. ABS đầy đủ nha. Lô lóc và khỏi bàn luôn. Rồi, giá công khai có 11, giá là 1 triệu nha anh em, 1 triệu máy số 1. Tiếp theo máy số 12. Thì máy số 2 em lên cho người là một con máy Daiwa Kit, một dòng máy khá nổi tiếng. Đây, Daiwa Kit. Thì con này con Kit 2500, có xe tương đương là tầm khoảng 3000, cước số 3 được 150m, cước số 2 được 200m nha. Đó. Một bên là một bên sóng, thì máy có xước sát anh em, con này xước sát, thì máy xước sát báo anh em xước sát. Đây, con lần xước sát nè, đó, tổng thể ngoại hình đây. Thì anh em cần báo em quay clip chụp hình cận cảnh ra cho anh em xem, đó, đây, xước sát. Thì con kit này của Thái Lan xuất nhập anh em, bên Thái Lan, thì hoạt động chân châu rồi, rất là mượt. Dòng kit này bao khỏe.
mực mà luôn nha, cực kỳ mực, rất là mực luôn đó. Cốt và cốt trợ lực, cốt to. Hoạt động đây rất là mượt nha anh em đó. Dòng kit chuyên anh em đô lốc. Rồi giá con khang máy số 12, giá là 1.500.000 nha anh em, 1.500.000, 1.500.000 cộng ship nha. Máy số 12. Tiếp theo lên trên đây, máy số 13. Thì con 13 lên tiếp cho mọi người một con máy Shimano Biomaster 1000. Đây đó. Thì con Shimano Biomaster 1000 này có xe tương đương chỉnh là 1000 đó, rất là dạng này thì thích hợp cho anh em câu Hechi, câu cần tay chở máy, câu ISO đó, câu luôn. Thì con này của Nhật sản xuất cho anh em, máy Japan đó. Tổng thể ngoại hình đây đẹp nha mọi người, tổng thể ngoại hình đẹp. Nồi cõi ok, bô bên ok, con lăng ok, đáy cước ok đó. Thì cái đít nó không xước rồi mọi người đó. Máy còn rất là mới nha, hoạt động rất là mượt đó. Bao mượt, máy ABS đầy đủ. Rồi con máy này xe 1000 thì cước 1.5 cho được 130m, cước số 2 được 100m cho anh em. Rồi giá con máy số 13, giá là 1.300.000 nha anh em, 1.300.000 cộng ship máy số 13, hàng đẹp nhé. Tiếp theo máy số 14, thì con 14 lên cho mọi người vẫn là một con máy Shimano Biomaster 2000. Thì con này hàng của Nhật anh em, hàng Japan, máy hỗ trợ đua trục, có hỗ trợ ba tuner xả cước nhanh nhé. Đây đó, máy còn rất là đẹp nha anh em. Đây gạt qua đây cái là đứt là liền đó, gạt qua đây cái là chạy nhanh nè đó. Thì con này Shimano 2000 thì có xe tương đương chuẩn là 2000, dây cước số 2 vô được 150m đó. Máy thì hoạt động ok, rất là mượt luôn. Hàng này anh em câu lua, câu lăn xê, câu cha, câu chép là rất là ok đó. Có một số anh em thích đánh máy nhỏ này nè đó, câu cha, câu chép, câu chép với câu chê hồ dịch vụ rất là đã nha anh em, rất là phê nhá. Máy hoạt động rất là mượt nè đó. ABS đầy đủ nha anh em, ABS đầy đủ, phá dính, phá dính, quay ngược ok, quay tới ok đó, rất là mượt nha mọi người. Thì con này đời là đời 1999 nha anh em đó. Thì con này giá công khai đâu mất tiêu rồi, con số 14 giá là 1.600.000 nha anh em, 1.600.000 14. Tiếp theo mã số 15, thì con 15 lên cho mọi người một con máy Shimano Biomaster. Thì con này đời cao hơn nha anh em. Đây bên tuner hỗ trợ xả cước nhanh của nó làm rất là đẹp luôn, đẹp hơn so với con đời cũ này đó. Đây tôi so sánh cho anh em xem. Đây đó, con này đời cao hơn nha. Tay quay cũng làm đẹp hơn, tay quay nguyên luôn, tay quay gặp. Thì con này vẫn đổi trái phải bình thường nha anh em, tay quay đổi trái phải bình thường. Con này con Shimano Biomaster 2500 thì cước số 2 được 2, cước số 2 được 150m, cước số 2.5 được 150m nha. Có xe tương đương với 2500, có nút châm dầu, tổng thể ngoại hình đẹp nè, có chức năng ba tuner xả cước nhanh đó. Đây gít nè đó. Đây. Hỗ trợ xả cước nhanh nha mọi người. Nút châm dầu, tổng thể màn đẹp. Thì con này được sản xuất tại Malaysia nha anh em, Malaysia sản xuất.
Đây con này đời là đời 203 nha mọi người, đời 203, hàng Mã Lai sản xuất. Đây. Máy hoạt động mượt nha anh em, rất là mượt luôn. ABS đầy đủ. Được, khóa chiều ok, quay tới ok. Rồi, giá công khai máy số 15, giá là 1.6 triệu nha mọi người, 1.6 triệu máy số 15. Đó. Hàng đẹp. Tiếp theo cho mình là con máy số mấy ta, con máy số 16 nha anh em, con máy số 16. Thì con số 16 lên cho mọi người một con máy của Shimano Biomaster. Đó. Thì con này xây 2500m nha anh em. Đó, con này có nông. Hàng Malaysia sản xuất nha. Đó, hàng Malaysia sản nhất. Đó. Thì máy 2000 nó vẫn lắp được cõi 2000 nha mọi người. Đó. Vừa hết luôn. Mobile là mobile có bấm nha anh em, cục bấm đời 2007. Cốt cũng là cốt chế lực nha anh em, cốt to. Con lăn ok nha mọi người. Đó. Nút châm dầu. Tổng thể ngoại hình có xuất sắc. Đó. Thì con này thích hợp cho anh em câu hồ dịch vụ thôi, câu hồ dịch vụ, câu ISO, câu cần tay chở máy, câu hai chi. Thì cước 0.8 á, bê vô được 150m, cước số 1 vô được 100, bê số 1 vô được 110m nha mọi người. Đó. Tổng thể ngoại hình thì có xuất sắc. Xuất sắc nè, đó. Hàng thì vẫn là hàng của Nhật thôi. Main của Japan. Máy thì hoạt động rất là mượt. Dòng bio này hoạt động khỏi che đâu được. Đó. Bao mượt luôn. Kỳ cực mượt nha mọi người. ABS đầy đủ, pha dính pha dính. Con này anh em mua câu chê hoặc dịch vụ khỏi chê luôn á. Kéo rất là khỏe nha anh em. Dòng máy BG nha. Kéo rất là khỏe luôn. Hoạt động chân chu, cốt cho lực đầy đủ. Rồi, giá công khai con máy số 16, giá là 1.6 triệu nha, 1.6 triệu có 16. Rất là mượt nha. Tiếp theo con 17. Thì con 17 lên cho mọi người một con máy Shimano CPA. Thì con này vẫn một con có nông CPA BB có nông. Tay quay đôi. Đó, tay quay zin nha. Thì con này bê 0.8 vô được 150m, bê số 1 vô được 120m nha anh em. Đấy cứ ok. Thì con này tổng thể ngoại hình có xuất sắc nha. Xuất sắc. Con này của Malaysia xuất Nhật. Máy ABS đầy đủ. Đó. Nó bị mắc cái nấm bên đây nè, nấm tròn đỏ nè. Đó. Ngoại hình thì có xuất sắc li ti. Không ảnh hưởng về chất lượng hoạt động nha anh em. Hoạt động thì rất là mượt đây. Đó. Đó. Lua lóc là khỏi chê, lua lóc, lua mực. Đó. Câu chẽm là khỏi chê hết. Rất là mượt. ABS đầy đủ. Đây, pha dính, hoạt động chân tru. Đó. Rất là mượt nha anh em. Rồi, giá công khai máy số 17, giá là 1.3 triệu nha, 1.3 triệu cộng ship máy số 17. Tiếp theo máy số 18. Thì con 18 lên cho mọi người một con Shimano Nasit. Thì con Nasit này một con Nasit C5000. Đó. Thì dòng máy body nha anh em. Anh em nhận máy thì đừng có chê máy nhỏ, thông số của nó vẫn là thông số 5000 nha. Đó. Thì nồi thì đẹp rồi. Đó. Trong đây dính băng keo anh em, băng keo trong đây nè, em chưa lau hết á, không phải muối ăn đâu. Nồi thì đẹp đây, được gửi. Thì con này thông số là bê số 1, bê 1.5 á, vô được 370m, bê số 2 được 320m, bê số 3 vô được 190m nha. Thì cước số 5 vô được 150m, cước số 6 vô được 125m. Tổng thể ngoại hình đây. Thì con này có nút châm dầu nè, đời cao. Có xuất sắc nha, ngoại hình xuất sắc. Đây, xuất sắc. Thì con này thích hợp cho em lô lốc săn hàng, câu tra chép thoải mái. Thì con Nasit này của Malaysia sản xuất nha anh em, thích xuất riêng cho thường Nhật.
máy sẽ hoạt động êm mượt đây. Em mà em thì thầm luôn á, rất là mượt nha anh em. Đó. Con này anh em nào về câu lua thoải mái coi, khỏi che được. Đi ngược ok, đi tới ok, vô bên mình mới sống. Lấy cước ok. Đó. Rồi, giá công khai máy số 18, giá 1 triệu 5 anh em, 1 triệu 5 cộng ship máy số 18. Tiếp theo đó cho mọi người con số máy số 19 nha anh em. Thì con 19 em ra cho mọi người một con máy Shimano Sephia BB 3000 3000S. C3000S dòng máy body khối nông. Đó. Hai nồi nha anh em, nồi này còn BE nè, đó. Thì thông số như nhau, đó. Cước BE 0.6 vô được 200m, BE 0.8 vô được 150m, BE số 1 vô được 110m nha anh em. Đó, có nông. Con lăn ok. Đó. Thì máy này máy thăng ánh kim nha anh em, thăng ánh kim Sephia BB. Đó. Hàng của Nhật sản xuất nha anh em, bên Japan. Con này thích hợp cho anh lô chẽm, lô lóc. Đó. Đánh cước nhỏ dẫn con cảm giác. Câu ISO, câu cần tay chở máy. Hoạt động rất là mượt coi. Đó, khỏi chê. Có nút châm dầu đầy đủ nha mọi người. Đó, máy có nút châm dầu đầy đủ. Hoạt động rất là mượt mà luôn. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 19, giá là 2.3 anh em, 2.3 cộng ship, máy số 19, hàng của Nhật. Tiếp theo máy số 20. Thì con 20 em lên cho mọi người một con máy Daiwa Cadia 3000 đời 2014. Thì con này có dòng tua 4.7.1, nặng 250g, tải mát là 7kg nha anh em. Đó, 6 mặt đạn. Thì con này đi BE 1.2 á, vô được 130m. BE 1.2 vô được 350m. BE 1.5 vô được 300m. Đó. Máy mọi người. Thì máy sở hữu công nghệ là mặt siêu nha anh em, mặt siêu kháng nước, kháng muối nha. Thì trong hộp của máy thì có túi sách hướng dẫn đi theo nha mọi người, túi sách hướng dẫn đi theo. Đó. Máy này mọi người. Công nghệ mặt siêu kháng muối. Hàng của hàng China xuất Nhật anh em, tổng thể ngoại hình rất là đẹp luôn. Siêu sát các đất. Còn là ok. Tổng thể ngoại hình đẹp nha anh em, tay quay cốt dặn nha. Đó. Hoạt động ok. Đó, rất là mượt. Đó, rất là ok nha mọi người. Tay quay nhỏ gọn nè. Đó. Thì nếu so với xây cước thì con này có xây đơn gương là tầm khoảng 4.000-5.000 nha anh em, 4.000-5.000. Cốt là cốt trình lực, cốt to. Đây mọi người. Đó. Hoạt động ok nha, rất là mượt mà. Rồi, giá công khai máy số 20, giá là 2.3 nha mọi người, 2.3 cộng ship máy số 20. Tiếp theo máy số 21. Thì con 21 lên cho mọi người một con máy của Daiwa. Thì con này là một con Daiwa Luvias. Em mọi người, dòng Daiwa Luvias. Thì dòng này rất là nổi tiếng nha anh em. Đó, nó khỏe tương đương với dòng kit luôn. Tay quay là tay quay từ cao, cốt dặn. Rồi. Mô bên sóng. Đấy cước ok. Đó. Con lăng này còn mới nha anh em, mới sáng nha. Tiếng nghe dặn rất là giòn nha anh em. Đó. Thì con này có chống đổ anh em, chống đổ. Đây. Chống đổ, chống ngã. Thì con này bị tẩy thông số trên nồi rồi. Thì theo em đoán thì con này có đây. Thông số con này thì nó nồi của nó là 2506 anh em, 2506. Cước BE hình như BE số 1 vô 140m. Đó. Thích hợp đánh BE nha mọi người. Cốt là cốt to, cốt chiến lực. Đó. Để lấy cho anh xem. Đây, nó đây. Rất là ngầu nha. Hoạt động thì ok, trơn tru im mượt đây. Đó. Dòng Luvias này khỏi chơi. ABS đầy đủ nha mọi người. Đó. Cạo cá là bao khỏe luôn. Rồi, giá công khai máy số 21, giá là 1.7 nha anh em, 1.7 cộng ship. Tiếp theo lên cho mọi người là máy số 22.
Thì con 22 em lên trong người một con Daiwa Luvias. Thì con này nồi nó cũng bị tẩy nè, đó, nồi này là bị tẩy nè. Nhưng mà nó còn thông số cước đâu mất tiêu rồi. Hình như là cái nồi này là một nồi nồi 1500 người, nồi 2000 đây, đó, hai nồi. Thì con máy này 1500 nó vẫn lắp được cái nồi 2000 nha anh em. Đó, thông số bên đây bị tẩy rồi. Nồi bên đây thì còn, đó, còn bia luôn. Đó. Cốt đó là cốt trợ lực. Đó. Hoạt động ok, rất là mượt. Có núm, đó, có núm chống ngã. Mô bên là mô bên sống nè, rất là giòn. Đó. Thì con Luvias này hàng của Thái Lan anh em, Thái Lan xuất nhập, hoạt động ok, chân chu em mượt. Đó. Hai nồi. Thì nồi này nồi 2000. Thì cước bia số 1 đi được 200m anh em, đó. Thích hợp cho anh em tùy theo anh em thích nồi nào anh em cứ đánh. Rồi, giá công khai mã số 22, giá là 2 triệu anh em, 2 triệu cộng ship mã số 22. Tiếp theo mã số 23. Thì 23 em lên trong người là một con máy Shimano Twin. Thì con Shimano Twin này một con Shimano Twin có nông. Đó. Đây mọi người, con này một con Shimano Twin 2500 MGS. Thì con này một con dây con có nông anh em. Đó. Có nông. Thì em xem để em xem thông số xem. Cái này thông số dây Polo. Polo số 3 thì vô được, Polo số 4 vô được 390m. Số 4 với 100 em xăm với cái nồi bên đây xem dây Polo số 4 con này, số 4 con này vô được 300m. Thì ok, thì con này số B số 1 á, vô được chấp cả 100m cho anh em. B số 1 vô được tầm khoảng 100m. Từ Win có nông nó. Máy còn rất là đẹp nha anh em, máy sơn ánh kim, sơn bạc ánh kim, đích không xước luôn, máy nguyên zin nhé. Thì con này vẫn là cốt, là cốt chiến lực từ Win nè, chắc chắn phải là cốt mặt đạn này nè. Hoạt động thì im mượt đây, dòng khử Win là khỏi bàn, quay ngược ok, đó. Quay tới ok, để em soi qua đèn lát ánh kim của máy cho anh em xem nè. Đó. Nói đây khá là đẹp nhé. Đây, máy sơn ánh kim. Con Xeria BB cũng vậy. Đó. Lên đèn thôi anh em, câu ngoài nắng á, chiếu thế này là khỏi chê rồi. Rồi, giá công khai máy số 23, giá là 1,7 triệu anh em, 1,7 triệu công ship máy số 23. Rồi, tiếp theo lên mọi người một máy số 24. Thì con 24 lên cho mọi người một con máy Shimano Twin 4000. Thì dòng Twin 4000 này thuộc dạng dòng máy đời cao. Đó, đời hình như đời 2005. Có cốt đổi tay nè, cốt đổi tay trái phải cho anh em nhé. Con lăn quẳng lăn bình thường, hàng hàng của Nhật sản xuất nha anh em, hàng của Nhật sản xuất. Tổng thể ngoại hình thì đẹp rồi. Cổi thì nó bị mũi ăn ở trong ít nè. Đó. Thì dòng Twin này bao khỏe rồi, rất là khỏe, khỏe và mượt nữa, rất là mượt nha anh em. Đó. Quay ngược ok nè, quay tới ok nè. Đó. Con này dạng cho anh em săn hàng, săn lóc, đánh lục thoải mái, câu cha câu chép con năng xây thì đa năng rồi, xây 4000 thì khỏi chơi. Đó. Nếu anh em câu lua thì xây 4000 này chỉ có lua lóc gừng thôi. Đó, săn hàng. Thì con này cước số 3 giờ được 200m, cước số 4 được 150m, cước số 5 giờ được 110m nha. Đó, săn hàng. Máy có nút châm dầu nè, hàng nguyên zin nè, chưa tháo luôn nè. Đó. Tổng thể có xước sát li ti nè, con đang xước sát li ti một tí. Tổng thể ngoại hình tương đối ok nha anh em, không quá xước, không quá nhiều. Hàng của Nhật sản xuất. Thì con lăn vẫn là lăn cốt chịu lực. Đó. Tại Win mà. Đây, đó.
Đây 2.5 nha anh em. Và rộng rất là mượt nhé. Rồi, giá công khai máy số 24, giá là 3.3 nha mọi người. 3.3 máy số 24. Tiếp theo lên trên đây. Đây là hai máy cuối cùng. Thì con máy số 25. Thì con 25 lên cho mọi người là con máy đây qua. Thì dòng này dòng đây qua xe test nha anh em, dòng đây qua xe test. Dòng máy khá là nổi tiếng. Dạng hàng các lỗ kê anh em, tay quay cúc quặng nè, đó. Được độ cho anh em cái nấm đỏ đỏ tròn tròn đẹp đẹp nè. Thì con xe test này, con xe test xây là 1.500 nha anh em. Đó. Xây 1.500. Cước 1.5 được 130 m. Xây cỡ 1.000 anh em. Cước số 2 được 100 m. Đó. Đây cước ok nè. Nồi thì ok, nó bị men nhật hay tẩy nè, đó. Nó tẩy nó chừa thông số thôi. Nồi thì đẹp nha mọi người. Lấy cước vào chỗ này cho. Đây, đó. Chỉ chờ thông số cho anh em xem thôi, đó. Mã số code. Rồi, nồi đẹp nhá. Xe test, hàng xe test này hàng của Nhật sản xuất nha mọi người. Đó. Thì ngoại hình máy còn tương đối ok, đó. Không quá đẹp cũng không quá xấu. Máy vẫn có xuất sắc đi ti nè, đó. Lấy trước thì ok, con lăn ok, đó, lăn xuất sắc ít nè, hoạt động thì khỏi chê rồi, đó. Mượt nha mọi người, lấy trước ok nè, đó, quay ngược ok, quay tới ok nè, đó, một bên sóng, cốt vẫn là cốt cho lực rồi, đó. Dòng xe test này khỏi chê. Hoạt động đây. Rồi, giá công khai con máy số số 25, giá 2.000.000 nha mọi người, 2.25.000. Tiếp thêm lên cho mọi người máy cuối cùng, một con máy hàng đẳng cấp. Thì con này một con xe test custom. Đó. HT 3500. Con này dạng đánh là ăn đứt thần kết nha mọi người. Đó. Thì con này cước bè số 2 á, vừa được 300 m, bè số 3 được 200 m nha. Có chống ngã nè, đó. Tay quay cúc quặng nè. Rất là ngầu. Tổng thể ngoại hình thì có xuất sắc đi ti nè, xước cái này tí. Đi xa rất là đẹp nha anh em, đó. Một bên sóng nè, đây cứ ok nè, con lăn ok nha anh em, đẹp sạch. Thì con này hoạt động im mực này, rất đẩm luôn, rất đẩm nha anh em, rất là mượt luôn. Con này thích hợp em lua lóc, câu lục, sẵn hàng, dạng đánh bao lực này, đánh tới dòng này bao lực, câu biển. Con này có xe tương đương tầm khoảng 5.000-6.000 anh em, rất là mượt. Cốt vẫn là cốt chơi lực nha mọi người, cốt vẫn là cốt chơi lực. Rất là ok. Rồi, giá công khai máy số 26, giá là 4.000.000 nha anh em, 4.000.000 máy số 26. Rồi, con này của Nhật sản xuất nha. Rồi, đó tổng cộng 26 máy em lên hôm nay. Nếu anh em bưng nào chốt lên lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.